Fuya. Ủa gì kỳ á? Rồi rồi, mày xong rồi. Gì vậy? Trời đất mẹ ơi, cái thằng cameraman này nó chạy, nó thấy em gái Nhật Bản đẹp quá và nó sắp mặt luôn mọi người ơi. Bó tay luôn. Trời đó, có cái việc chạy thôi mà thấy em gái Nhật Bản chạy lên, nó giật mình, nó té luôn. Ông nội ơi, khó hiểu thật sự thiệt chứ.